Máy biến áp hoạt động như thế nào? Trong video này, chúng ta sẽ xem xét cách thức hoạt động của máy biến áp. Đây là tập tiếp theo từ các phim về kỹ thuật điện của chúng tôi. Vì vậy, để có thể dễ dàng hiểu được những gì trình bày trong tập phim này, các bạn hãy xem các tập phim trước của chúng tôi. Trong phim này, chúng ta sẽ xem xét cách tạo ra từ trường bằng điện và tại sao chỉ có dòng điện xoay chiều có thể được sử dụng trong máy biến áp. Một máy biến áp cơ bản hoạt động như thế nào? Hiện tại, đang có hai loại điện, đó là điện xoay chiều và điện một chiều. Máy biến áp chỉ có thể hoạt động bằng cách sử dụng dòng điện xoay chiều. Khi chúng ta kết nối máy phát điện xoay chiều với một vòng cáp kín, dòng điện có thể chạy qua sợi cáp này và hướng của dòng điện sẽ luân phiên thay đổi ngược và xuôi tương ứng với vòng quay của máy phát điện. Khi dòng điện chạy qua sợi dây cáp, nó sẽ phát ra từ trường. Nếu chúng ta truyền dòng điện một chiều qua dây cáp, từ trường sẽ không thay đổi. Nhưng nếu chúng ta truyền dòng điện xoay chiều qua dây cáp, thì từ trường sẽ tăng và giảm cường độ và thay đổi cực tính khi dòng điện thay đổi hướng. Nếu chúng ta đặt nhiều dây cáp với nhau và truyền dòng điện qua chúng, thì từ trường trong mỗi sợi dây cáp sẽ kết hợp lại với nhau để tạo ra từ trường mạnh hơn. Khi chúng ta quấn một sợi dây thành một cuộn dây, thì mỗi vòng dây sẽ lại tạo ra một từ trường. Nhưng bây giờ, tất cả chúng sẽ hợp nhất với nhau và tạo thành một từ trường mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ, nếu chúng ta đặt một cuộn dây thứ hai gần với cuộn thứ nhất và truyền dòng điện xoay chiều qua cuộn thứ nhất, thì từ trường mà nó tạo ra sẽ sinh ra dòng điện cảm ứng ở bên cuộn dây thứ hai. Điểm quan trọng ở đây là từ trường đang thay đổi phân cực cũng như cường độ. Sự thay đổi cường độ và hướng của từ trường liên tục sẽ làm rung động các electron tự do trong cuộn dây thứ cấp, và điều này buộc chúng phải di chuyển. Chuyển động này được gọi là lực điện động hoặc EMF. Lực điện động không xảy ra khi chúng ta truyền dòng điện một chiều qua cuộn sơ cấp. Đó là do từ trường không thay đổi nên các electron trong cuộn thứ cấp sẽ không bị buộc phải di chuyển. Bạn vẫn có thể tạo ra dòng điện cảm ứng với nguồn điện một chiều bằng cách tắt và mở nguồn điện liên tục. Như bạn có thể thấy trên hình minh họa, mỗi khi mạch sơ cấp tắt hoặc mở, tương ứng với điện áp tăng hoặc giảm, nó sẽ tạo ra dòng điện cảm ứng bên cuộn thứ cấp. Vì mỗi khi bạn tắt hoặc mở điện cho cuộn sơ cấp là bạn đã tạo ra sự thay đổi từ trường. Đó là lý do tại sao chúng ta cần sử dụng dòng điện xoay chiều để cấp cho cuộn sơ cấp. Quay trở lại với mô hình máy biến áp hiện tại của chúng ta. Với cách thiết lập cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp như vậy, sẽ gây lãng phí rất nhiều từ trường do cuộn sơ cấp tạo ra. Bởi vì phần lớn từ trường này không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cuộn thứ cấp. Để khắc phục sự lãng phí này, các kỹ sư đã đặt một lõi thép giữa các cuộn sơ cấp và thứ cấp. Lõi thép này được làm bằng vật liệu dẫn từ. Vòng thép này giúp từ trường đi dọc theo một đường dẫn đến cuộn thứ cấp. Do đó, chúng sẽ chia sẻ từ trường và điều này làm cho máy biến áp hoạt động hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng một lõi sắt vẫn chưa phải là một giải pháp hoàn hảo. Một phần năng lượng vẫn sẽ bị mất đi thông qua một thứ gọi là dòng điện phu cao. Dòng điện phu cao luôn chống lại nguyên nhân đã tạo ra nó, và đây là nguyên nhân sẽ làm nóng máy biến áp. Điều này có nghĩa là năng lượng sẽ bị mất đi dưới dạng nhiệt. Để khắc phục được vấn đề này, thay vì sử dụng một loại thép dày, các kỹ sư đã sử dụng nhiều lá sắt mỏng ghép lại với nhau để tạo thành một loại thép dày. Và điều này đã làm giảm đáng kể dòng điện phu cao. Máy biến áp được sử dụng để tăng hoặc giảm điện áp bằng cách tăng hoặc giảm số lượng vòng dây được quấn ở phía cuộn thứ cấp. Cụ thể, để tăng điện áp thì số lượng vòng dây ở cuộn thứ cấp phải nhiều hơn ở cuộn sơ cấp. Còn nếu muốn giảm điện áp thì số lượng vòng dây trong cuộn thứ cấp phải ít hơn ở cuộn sơ cấp. Ví dụ, các nhà máy sản xuất điện thường được đặt ở rất xa khu dân cư. Để có thể truyền tải dòng điện đi xa, trước tiên, người ta phải kết nối nguồn điện từ nhà máy sản xuất điện vào máy biến áp để tăng điện áp lên rất cao, thường được gọi là điện cao thế hay điện cao áp. Mục đích chủ yếu của việc sử dụng điện cao áp để truyền đi xa chính là nhằm giảm thiểu những tổn thất điện trên đường dây trong quá trình truyền.
Do dây dẫn điện thường được làm bằng dây nhôm hoặc dây đồng, chúng có tỷ lệ điện trở nhất định, và điện trở này sẽ biến điện năng thành nhiệt năng trong quá trình truyền điện. Điều này làm cho một phần điện năng sẽ bị tổn thất trong quá trình truyền tải, và vì đường truyền tải điện rất dài, nên điện năng bị tổn thất do điện trở dây dẫn gây ra sẽ là rất lớn. Do đó, phương pháp tốt nhất để giảm tổn hao trên đường truyền tải điện hiện nay là dùng điện cao áp để truyền tải. Sau khi đã được hòa lưới điện, dòng điện sẽ được truyền tải tới các thị trấn và thành phố. Ngay khi dòng điện này đến các thị trấn và thành phố, nó sẽ lại một lần nữa được kết nối với một máy biến áp khác. Nhưng lần này lại có mục đích là hạ điện áp xuống thấp hơn để an toàn cho những người dân xung quanh. Mức điện áp này thường được gọi là điện trung thế. Từ đây, nguồn điện sẽ được phân phối cục bộ trong các mạch nhỏ hơn trong các đường phố. Máy biến áp cho các tòa nhà thương mại và các trạm điện thường là loại 3 pha. Các máy biến áp 3 pha này có thể được chế tạo từ 3 máy biến áp riêng biệt và được nối với nhau, hoặc chúng có thể được chế tạo thành một đơn vị lớn với loại sắt dùng chung. Hy vọng qua bộ phim này, bạn có thể hiểu được cơ bản cách một máy biến áp hoạt động. Bị điện giật do dòng điện hay điện áp? Cái nào sẽ giết bạn? Điện áp hay dòng điện? Volt hay ampere? Có thể bạn đã nghe nói rằng ampere mới là yếu tố nguy hiểm và gây chết người. Ở một góc độ nào đó thì điều đó là đúng, nhưng nó chưa đầy đủ. Về lý thuyết, chúng ta không thể có dòng điện nếu như không có điện áp. Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện. Dòng điện chỉ là thước đo có bao nhiêu hạt mang điện di chuyển qua một điểm trong một khoảng thời gian nhất định. Và đơn vị của nó là ampere. Trong ví dụ này, bạn có thể thấy dòng chảy của các electron tích điện âm. Cường độ dòng điện là số lượng các electron đi qua điểm này mỗi giây. Còn đây là thông tin được sử dụng trong một vài tài liệu về sức khỏe và an toàn của chính phủ. Nó sẽ cho bạn biết điều gì sẽ xảy ra với bạn tương ứng với các cường độ dòng điện khác nhau chạy qua cơ thể của bạn. Những thông tin trong bảng này được áp dụng cho các nguồn điện xoay chiều với tần số 50 hoặc 60 Hz. Đó là nguồn điện mà bạn có thể lấy từ các ổ cắm điện trên tường của mỗi ngôi nhà. Còn đối với nguồn điện một chiều thì cường độ dòng điện phải cao hơn thì mới gây nguy hiểm cho bạn, nhưng giá trị của nó vẫn chỉ ở mức miliampere. Theo các tài liệu này, tại 1 miliampere hoặc 0,001 ampere đối với nguồn điện xoay chiều, bạn sẽ có cảm giác tê nhẹ. Nhưng trên 16 miliampere đối với nguồn điện xoay chiều hoặc 88 miliampere đối với nguồn một chiều thì bạn sẽ cảm thấy đau đớn, mất kiểm soát cơ bắp và bạn không thể tự buông tay ra khỏi vật mang điện được nữa. Ở mức 20 miliampere với nguồn xoay chiều, cơ quan hô hấp bị tê liệt. Điều đó tất nhiên là có thể dẫn đến cái chết. Trái tim của chúng ta được điều khiển bằng xung điện, ở mức 100 miliampere với nguồn xoay chiều hoặc từ 300 đến 500 miliampere đối với nguồn một chiều. Nếu dòng điện chạy qua tim thì các xung điện điều khiển tim sẽ bị rối loạn. Điều này sẽ gây ra cái gọi là rung tâm thất. Nó sẽ làm cho buồng tâm thất rung động vô ích thay vì bơm máu và cũng sẽ dẫn đến cái chết. Cho đến lúc này, có lẽ bạn đang nghĩ đúng là chỉ có dòng điện mới thực sự nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng dòng điện không tự di chuyển được. Dòng điện cần năng lượng để di chuyển và nguồn năng lượng đó là do điện áp cung cấp. Điện áp có thể được định nghĩa là lượng năng lượng cho mỗi đơn vị điện tích và nó được đo bằng volt. Điện áp thấp có nghĩa là có ít năng lượng cung cấp cho mỗi đơn vị điện tích. Ngược lại, điện áp cao có nghĩa là có nhiều năng lượng cung cấp cho mỗi đơn vị điện tích. Khi đi qua cơ thể, điện tích sẽ đi qua da, qua các mạch máu và đi qua trái tim. Mà dòng máu là một chất dẫn điện tương đối tốt, nên rào cản lớn nhất là lớp da bên ngoài, được tạo thành từ các tế bào da chết. Lớp da sẽ cản trở dòng điện. Nó đóng vai trò như là một con điện trở lớn trong mạch điện của cơ thể. Để dễ hình dung, chúng ta hãy nhìn vào một mạch điện tương tự. Động cơ này đại diện cho trái tim. Các dây đại diện cho các mạch máu. Và các điện trở này đại diện cho lớp da người, cung cấp hầu hết khả năng cản trở dòng điện. Giá trị của các điện trở này có thể lên tới 100.000 ohm,
Đó là đơn vị điện trở tương tự với một cơ thể có làn da khô. Khi cắm điện, động cơ sẽ không quay. Điều đó thật tốt, tương tự như trái tim đã được bảo vệ bởi điện trở của lớp da. Về lý thuyết thì bất cứ nguồn điện nào trên 30V là có thể gây nguy hiểm. Nhưng điện trở của lớp da thì có thể thay đổi. Điện áp càng cao thì điện trở của da càng thấp. Ở mức điện áp từ khoảng 450 đến 600 V, điện trở của da sẽ bị phá vỡ hoàn toàn và nó cho phép dòng điện đi qua dễ dàng. Điện áp không phải là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến giá trị điện trở của lớp da. Độ ẩm cũng vậy, góp phần cho điều này. Nếu da ướt do nước đổ vào nó, hoặc do mồ hôi, hoặc do độ ẩm cao trong không khí, thì điện trở của toàn bộ cơ thể có thể từ khoảng 100.000 ohm xuống chỉ còn khoảng 1.000 ohm. Vì vậy, ở đây tôi thay thế các điện trở với giá trị vào khoảng 1.000 ohm. Bây giờ, khi cắm điện thì động cơ sẽ quay. Điều này có nghĩa là sẽ có nhiều dòng điện chạy qua tim. Như vậy, với làn da ẩm ướt, điện trở của lớp da sẽ thấp hơn, nên khiến cho dòng điện chạy qua người nhiều hơn, nghĩa là cường độ dòng điện sẽ lớn hơn. Ngoài ra, mức độ tổn thương không chỉ phụ thuộc vào độ lớn của dòng điện, mà nó còn phụ thuộc vào thời gian dòng điện chạy trong cơ thể người bao lâu. Với dòng điện 50mA, bạn có thể giữ nó trong 2 giây và vẫn ổn, nhưng với dòng điện 500mA, bạn chỉ có 0,2 giây trước khi nó làm hại bạn. Vậy kết luận là ta bị điện giật là do cả dòng điện và điện áp. Điện áp tuy không gây tổn thương trực tiếp, nhưng nó lại trực tiếp sinh ra dòng điện đi qua cơ thể người. Công tắc điện hai chiều là gì? Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công tắc điện hai chiều và cách đấu nối điện cho hai công tắc để điều khiển một bóng đèn. Công tắc điện hai chiều là thiết bị được ứng dụng trong lắp đặt các mạch điện sử dụng hai công tắc để điều khiển một bóng đèn tại hai vị trí khác nhau như mạch điện ở cầu thang hay mạch điện ở lan can của các tòa nhà chung cư. Công tắc hai chiều có thiết kế phức tạp hơn công tắc một chiều vì chúng có ba cực đấu với dây điện, không giống như công tắc một chiều chỉ có hai cực. Do đó, việc lắp đặt, đấu dây cho công tắc điện hai chiều sẽ khó hơn so với công tắc một chiều. Trước khi bắt đầu, chúng tôi xin được nhắc lại là điện rất nguy hiểm và có thể gây tử vong. Để điều khiển một bóng đèn ở hai vị trí khác nhau, chúng ta cần phải có công tắc điện hai chiều. Công tắc điện hai chiều cũng chỉ có một nút ấn để có thể bật hoặc tắt giống như các công tắc điện một chiều. Nhưng phía sau mỗi công tắc điện hai chiều sẽ có ba cực đấu dây như thế này. Một cực đấu dây có tên là COM, thường được gọi là dây chung. Hai cực đấu dây còn lại là L1 và L2, thường được gọi lần lượt là line 1 và line 2. Bây giờ, chúng ta sẽ làm sao hai công tắc điện hai chiều có thể điều khiển được một bóng đèn ở hai vị trí khác nhau. Đây là nguồn điện cung cấp cho bóng đèn gồm có hai dây điện, một dây nóng và một dây nguội. Để có thể điều khiển được bóng đèn, trước tiên ta sẽ nối dây nóng vào chân COM của công tắc điện số 1. Sau đó, ta nối chân COM của công tắc điện số 2 vào bóng đèn. Tiếp theo, chúng ta cần nối hai công tắc này lại với nhau. Cụ thể là chân L1 của công tắc điện số 1 sẽ được nối với chân L2 của công tắc điện số 2. Sau đó, chúng ta sẽ nối một sợi dây điện khác từ chân L2 của công tắc số 1 với chân L1 của công tắc số 2. Ngay tại thời điểm này, dòng điện sẽ đi từ nguồn điện qua công tắc số 1 và vào công tắc số 2. Nhưng do mạch điện đang bị hở ở công tắc số 2, nên dòng điện không thể đi tiếp để qua bóng đèn được. Vì vậy, bóng đèn sẽ tắt. Bây giờ, nếu bạn tác động vào một trong hai công tắc này, ví dụ nếu bạn tác động vào công tắc số 2, thì mạch điện sẽ trở thành mạch kín như thế này. Khi đó, sẽ có dòng điện chạy qua bóng đèn nên nó sẽ sáng lên. Bây giờ, nếu bạn muốn tắt bóng đèn thì bạn có thể tác động vào một trong hai công tắc này. Ví dụ, nếu bạn tác động vào công tắc số 1 thì dòng điện sẽ lại bị hở mạch ở công tắc số 2. Khi đó, sẽ không có dòng điện chạy qua bóng đèn nên nó sẽ bị tắt. Nói tóm lại là cả hai công tắc này đều có thể điều khiển tắt hoặc mở bóng đèn. Điều này rất hữu ích khi bạn điều khiển bóng đèn ở cầu thang. Bạn có thể mở đèn ở dưới khi bắt đầu đi lên cầu thang. Sau đó sẽ tắt đèn ở tầng trên mà không cần phải đi xuống dưới.
giải thích hệ số công suất. Trong tập phim này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ số công suất là gì, tại sao hệ số công suất càng cao lại càng tiết kiệm điện, biết được cách so sánh hệ số công suất giữa các thiết bị điện, hiểu được bản chất của hệ số công suất, tại sao và cách cải thiện hệ số công suất. Vậy, hệ số công suất là gì? Trong các tài liệu kỹ thuật điện, hệ số công suất thường được ký hiệu là COSFI, còn trên nhãn của các thiết bị điện, nó thường được ký hiệu là PF. PF là viết tắt từ chữ Power Factor. Hệ số công suất là một thông số quan trọng được sử dụng trong mạch điện xoay chiều. Nó có thể là thông số kỹ thuật trên một thiết bị điện đơn lẻ như động cơ cảm ứng, hoặc nó cũng có thể là thông số cho mức tiêu thụ điện của cả một tòa nhà. Trong cả hai trường hợp, nó đều đại diện cho tỷ lệ giữa công suất thực được hấp thụ bởi tải và công suất biểu kiến. Để dễ hình dung, chúng ta sẽ dùng hình ảnh ly bia để minh họa. Chúng ta thường trả tiền cho một ly bia, nhưng bên trong ly có cả bia và bọt. Càng có nhiều bia trong ly có nghĩa là sẽ càng có ít bọt. Điều đó cũng đồng nghĩa là chúng ta không phải tốn tiền mua bọt. Ngược lại, nếu có nhiều bọt trong ly thì lượng bia sẽ ít hơn. Khi đó, với cùng số tiền bỏ ra nhưng chúng ta lại có ít bia hơn. Trong ví dụ này, bia đại diện cho công suất thực và có đơn vị là watt hoặc kilowatt. Đây là phần công suất hữu ích mà chúng ta muốn cho các thiết bị điện. Bọt đại diện cho công suất phản kháng và có đơn vị là VAR hoặc KVAR. Đây là những thứ vô dụng. Chúng ta phải trả tiền cho nó nhưng lại không thể sử dụng nó. Vì vậy, chúng ta không muốn thành phần này có quá nhiều. Sự kết hợp của hai loại công suất này là công suất biểu kiến, có đơn vị là VA hoặc KVA. Hệ số công suất là tỷ số giữa công suất hữu ích, được gọi là công suất thực, chia cho công suất biểu kiến. Vì vậy, hệ số công suất có thể cho chúng ta biết được tính hiệu quả của những đồng tiền mà chúng ta bỏ ra cho mức điện năng đã tiêu thụ. Trong kỹ thuật điện, chúng ta có thể thấy điều này được biểu thị dưới dạng tam giác công suất. Phần bia đại diện công suất thực là cạnh màu xanh, phần bọt đại diện công suất phản kháng là cạnh màu đỏ, cạnh huyền là cạnh dài nhất, đại diện công suất biểu kiến. Cuối cùng là góc theta, còn được gọi là góc phi. Đây cũng là lý do tại sao người ta thường gọi hệ số công suất là hệ số cos phi. Vì cos phi bằng cạnh kề chia cho cạnh huyền, tương ứng với công suất thực chia cho công suất biểu kiến. Khi công suất phản kháng tăng thì công suất biểu kiến cũng tăng theo. Khi chúng ta nhìn vào một hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình bình thường, chúng ta thường sẽ chỉ thấy một khoản phí cho lượng điện kWh đã tiêu thụ. Điều này là bởi vì mức tiêu thụ điện năng của mỗi hộ gia đình thường rất thấp. Vì vậy, các công ty điện lực có xu hướng không lo lắng về hệ số công suất đối với những đối tượng khách hàng này. Tuy nhiên, đối với các hóa đơn tiền điện của các tòa nhà lớn và các công xưởng sản xuất, chúng ta có thể sẽ thấy các khoản phí và thông tin về lượng kilowatt, kilowatt giờ, KVA đã sử dụng. Đặc biệt, đối với các đối tượng khách hàng này, công ty điện lực có thể sẽ tính phí công suất phản kháng, nhưng điều này phụ thuộc vào nhà cung cấp điện. Lý do mà các công ty điện lực tính thêm phí công suất phản kháng hoặc thậm chí có thể xử phạt đối với những đối tượng khách hàng lớn này là do khi các đối tượng tiêu thụ lượng điện năng lớn mà có hệ số công suất thấp là họ đang làm tăng dòng điện chạy qua mạng lưới điện và tăng độ sụt áp trong toàn bộ hệ thống điện. Điều này sẽ làm tăng tổn thất điện năng trên đường truyền tải điện, làm giảm khả năng phân phối điện của nhà cung cấp và gây ảnh hưởng đến các khách hàng khác. Mỗi sợi dây cáp điện đều chỉ có thể gánh được một lượng dòng điện nhất định chạy qua chúng. Nếu có quá nhiều tòa nhà và nhà máy sản xuất tiêu thụ lượng điện năng lớn với hệ số công suất thấp thì sợi cáp điện có thể bị quá tải. Các nhà cung cấp điện có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các thỏa thuận về nhu cầu cung cấp điện cho tất cả các khách hàng hiện tại. Và đương nhiên là sẽ không thể có thêm khách hàng mới cho đến khi họ thay thế hoặc lắp thêm cáp điện. Tính phí công suất phản kháng xảy ra khi hệ số công suất của tòa nhà giảm xuống dưới một mức nhất định. Mức này do nhà cung cấp điện quy định, nhưng nó thường bắt đầu từ khoảng 0,95 trở xuống. Hệ số công suất hoàn hảo sẽ là 1. Tuy nhiên, trong thực tế, điều này gần như không thể đạt được. Chúng ta sẽ quay lại vấn đề trong phần sau của video này. Hệ số công suất của các đối tượng sử dụng điện có thể nằm trong các loại sau. Hệ số công suất tốt
thường nằm trong khoảng từ 1 đến 0,95. Hệ số công suất kém thường trong khoảng từ 0,95 và 0,85. Hệ số công suất thấp là dưới 0,85. Các tòa nhà văn phòng thương mại thường có hệ số công suất nằm trong khoảng từ 0,98 đến 0,92. Các nhà xưởng sản xuất công nghiệp có thể có hệ số công suất thấp hơn 0,7. Chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân gây ra điều này trong ít phút nữa. Bây giờ, chúng ta sẽ so sánh hai động cơ cảm ứng. Cả hai đều có công suất 10 kW và được kết nối với nguồn điện 3 pha 415 V 50 Hz. Một cái có hệ số công suất là 0,87 và cái kia có hệ số công suất là 0,92. Mặc dù cả hai động cơ đều hoạt động với công suất 10 kW, nhưng động cơ đầu tiên có hệ số công suất thấp hơn so với động cơ thứ hai. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải trả tiền điện nhiều hơn cho động cơ thứ nhất. Cụ thể là động cơ đầu tiên sẽ tiêu tốn 11,5 kVA từ lưới điện để cung cấp công suất 10 kW. Trong khi đó, động cơ thứ hai sẽ chỉ tiêu tốn 10,9 kVA từ lưới điện để cung cấp công suất 10 kW. Điều này cũng có nghĩa là động cơ đầu tiên có công suất phản kháng là 5,7 kVAr và động cơ thứ hai chỉ có công suất phản kháng là 4,3 kVAr. Hãy nhớ rằng kilowatt là phần bia, thứ mà chúng ta cần. kVAr là phần bọt, đó không phải là cái chúng ta muốn. kVA là những gì chúng ta sẽ trả tiền, và nó bằng kilowatt cộng kVAr. Tôi đã tính toán ra công suất biểu kiến kVA và công suất phản kháng kVAr như thế nào. Đối với công suất biểu kiến, tôi lấy công suất thực chia cho hệ số công suất, tương ứng với 10 chia cho 0,87 bằng 11,5 kVA. Đối với công suất phản kháng, tôi lấy căn bậc 2 của bình phương công suất biểu kiến trừ đi bình phương của công suất thực. Vậy, nguyên nhân nào dẫn đến hệ số công suất kém? Trong hầu hết các trường hợp, hệ số công suất bị ảnh hưởng bởi tải cảm. Tải cảm thường là các thiết bị điện như động cơ cảm ứng. Nếu chúng ta có một tải thuần điện trở như lò sưởi điện trở thì dạng sóng điện áp và dòng điện sẽ đồng bộ hoặc rất gần nhau. Chúng sẽ đi qua cả điểm cực đại và cực tiểu của chúng và đi qua trục không cùng một lúc. Hệ số công suất trong trường hợp này gần như là bằng 1. Nếu chúng ta lấy một tải cảm, chẳng hạn như một động cơ cảm ứng, thì từ trường cuộn dây có xu hướng giữ lại dòng điện. Điều này dẫn đến sự lệch pha một góc 90 độ trong dạng sóng giữa điện áp và dòng điện. Do đó, dòng điện đi qua điểm không sau điện áp. Đây được gọi là hệ số công suất trễ. Điều đó có nghĩa là không phải tất cả điện năng tiêu thụ đều phục vụ cho mục đích của thiết bị. Nếu chúng ta lấy một tải thuần điện dung, thì điều ngược lại sẽ xảy ra so với tải thuần cảm. Điện áp và dòng điện cũng bị lệch pha một góc 90 độ, nhưng lúc này điện áp bị giữ lại bởi tải điện dung. Vì vậy, điện áp sẽ đi qua điểm không sau dòng điện. Điều này gây ra hệ số công suất sớm. Một lần nữa, điều này có nghĩa là không phải tất cả điện năng được sử dụng để làm việc, nhưng chúng ta vẫn phải trả tiền cho nó. Câu hỏi được đặt ra lúc này là làm thế nào để nâng hệ số công suất thấp lên cao hơn hoặc giảm chi phí tiền điện do công suất phản kháng? Trong thực tế, chúng ta thường gặp hệ số công suất trễ do tải cảm gây ra. Để khắc phục hệ số công suất kém do tải cảm gây ra, ta có thể mắc thêm tụ điện vào mạch điện để dòng điện điều chỉnh pha lại và đưa hệ số công suất về gần bằng 1. Ngược lại, nếu chúng ta bị hệ số công suất kém do tải điện dung gây ra, thì chúng ta có thể mắc thêm tải cảm vào mạch điện. Tại sao cần phải nâng hệ số công suất lên cao? Hệ số công suất thấp có nghĩa là bạn cần sử dụng nhiều điện hơn từ các mạng điện để thực hiện một số công việc tương tự. Và dây cáp điện cũng cần lớn hơn nên sẽ tốn tiền hơn. Nếu hệ số công suất quá thấp thì nhà cung cấp điện có thể tính phí phạt hoặc phí công suất phản kháng. Hệ số công suất thấp có thể gây ra tổn thất cho các thiết bị như máy biến áp và dẫn đến nhiệt lượng tăng cao. Nó có thể dẫn đến sụt áp và thậm chí có thể làm giảm tuổi thọ của thiết bị trong các tình huống khắc nghiệt. Bây giờ, hãy xem một ví dụ đơn giản về cách tính toán giá trị của tụ bù cần gắn thêm vào mạch điện để cải thiện hệ số công suất của tải hiện tại. Tòa nhà có nguồn điện 3 pha và tổng phụ tải là 50 kW và có hệ số công suất là 0,78. Nhưng chúng ta muốn hệ số công suất phải đạt 0,96 để tránh bị phạt.
Hiện tại, tòa nhà có tổng công suất biểu kiến là 64,1 kVA. Nó cũng có công suất phản kháng là 40,1 kVAr. Bây giờ, chúng ta tính toán các giá trị sẽ là bao nhiêu nếu chúng ta có hệ số công suất là 0,96. Khi đó, công suất biểu kiến sẽ là 52,1 kVA, còn công suất phản kháng sẽ là 14,6 kVAr. Do đó, tụ điện cần tạo ra sự khác biệt giữa 40,1 kVAr và 14,6 kVAr. Hiệu của hai giá trị này chính bằng dung lượng của tụ bù là 25,5 kVAr. Đây là một ví dụ đơn giản, các bạn có thể kiểm tra với nhà cung cấp.